Chào bà con nhé. Hôm nay mùng 4 Tết mình ra thăm cái chỗ đây. Mình có nuôi có hơn chục chậu, hơn chục ổ lươn đẻ thôi. Hay lươn lươn đẻ. Cái size lúc mình thả là nó cũng không to lắm. Nó khoảng độ hơn chục con ký đấy. Khoảng 10 11 12 con ký. Nay mình thả là được nửa tháng. Khoảng độ nửa tháng thì hồi nãy mình ra thăm là cũng có đẻ được mấy ổ rồi. Đó. Thì cũng hình như là cũng có một hai ổ là trứng cũng già già ngả màu đỏ rồi. Đây mình ra quay cho các bạn xem nhé. Và mấy cái ổ đỏ đỏ trứng ấy khả năng là lát mình vớt luôn. Vớt về ấp luôn. À, đây là đây đây mình ở đây cái ổ, một ổ này nó đẻ này đấy, các bạn thấy là nhà bọt rất là nhiều. Bọt là cái trứng nó bên dưới kia, cho các bạn không nhìn thấy đâu, nhưng nó bên dưới nhá, bên ngoài tôi nhìn là rất là rõ trứng. Đây một ổ này, tiếp đến đây một ổ nữa này đấy, các bạn thấy trứng kìa, trứng đỏ đỏ hồng hồng đấy, đấy là cái trứng lươn bên dưới nhá các bạn. Đấy. Đấy, mình trồng cái này để cái này là cái cây cỏ các thứ là nó lên tự nhiên, nó tạo cái môi trường tự nhiên cho con lươn đẻ nha các bạn. Vì lươn đẻ là nó phải có cái môi trường tự nhiên nó mới đẻ nhiều được. Đây cũng một ổ này, các bạn thấy trứng kìa, đỏ đỏ đấy. Đó, đây này. Ở dưới này cũng có một ổ, nó cũng nó mới nhả bọt mà hình như là chưa đẻ đâu đấy. Đây mình nuôi cái chỗ này kiểu tận dụng tí này thôi. Thật ra là mà thấy nó đẻ nó cũng tương đối ổn đấy, đẻ với tốc độ như này mới có hơn chục chậu mà nó đẻ được bốn chậu như này là cũng tương đối là ổn định. Đây mình thả vào đây có khoảng độ 5 kg lươn giống thôi. 5 kg lươn giống. Đấy, khi mình thả bắt đầu mình cũng cho lục bình này. Cho lục bình ở bên xung quanh. Để tạo cái môi trường tự nhiên cho con lươn nó đẻ nhé. Đấy. Đấy, để bây giờ mình vớt. Tại vì đây nó có hai cái ổ này, tôi thấy là trứng nó cũng hồng hồng rồi, vớt luôn chứ không phải để lâu quá là nó nở ra là khó. Đấy, phải rút cái cây này ra. Đấy, rút cái cây này ra, bạn thấy không, con lươn mẹ nó nằm ở đây nó giữ giữ trứng này. Đấy, thấy không, cái trứng đấy, cái đầu nó đấy này mà thò tay vào là nó đớp luôn nhé các bạn. Hay là mình bỏ có cái vợt đây, vợt này hơi to. Đấy, trứng nào ạ. Nói chung là nhìn thấy cái hình hình con lươn con ở trong trứng này nha các bạn. Nhìn thấy hình con lươn con trong trứng rồi. Còn rất là nhiều đây này. Còn rất là nhiều nha các bạn. Cái vợt hồi nãy nó hơi hơi to quá ấy và nó khó, thì lấy cái vợt này nó nhỏ nhỏ xíu. Nó dễ hơn.
Nói chung là lươn này cứ phải vớt cho nó kỹ càng. Tại hồi nãy nó có một số trứng nó nằm ở trên cái ống này, nó dính, nó không dính hết vào bọt thì là nó còn sót. Kiểm tra cho nó kỹ, vớt cho nó sạch sẽ. Một con lươn đẻ ra một trứng nó cũng rất là quý, thành ra là mình cứ phải cẩn thận. Khả năng là hết rồi đấy, ổ này coi như hết rồi đấy. Thế rồi. Khi mình vớt xong thì mình cũng lại đậy lại và bình thường nhé các bạn. Bình thường như cũ để cho con khác nó vào nó đẻ tiếp. Nhân nó xiên cái cây lại. Đấy, lại lại bình thường như cũ nha bạn. Rồi giờ sang ở bên này. Tháo cái cây này ra. Bớt rồi bạn. Đấy, bạn thấy trứng này. Trứng ổ này không được đỏ bằng ổ kia. Hơi vàng vàng. Không được đỏ bằng cái ổ bữa trước kia, nhưng mà cũng còn được rồi. Đấy, trứng em ạ. Cái con lươn đẻ, tức là khi mà nó đẻ xong là con nó vẫn nằm lại cái ổ này để nó trông trứng. Đấy, thứ nhất là trông trứng, thứ hai là nó sẽ phun bọt lên hàng ngày các bạn để nó giữ trứng. Hàng ngày nó vẫn nhả thêm bọt. Chứ không phải là nó nhả nó đẻ xong là thôi nhé các bạn. Hàng ngày nó nằm đây nó giữ, nó vẫn cứ nhả bọt để nó giữ trứng. Để trứng nó đảm bảo hơn. Nói chung là luôn lươn con lươn nó giữ trứng rất là tốt. Rồi, ở này khả năng là hết rồi đấy. Rồi. Này nó quậy sụt hết đất đây này. Lát rồi phải cho thêm đất vào. Quậy. Và nó quậy ổ sụt hết đất. Đấy, lại che kín lại. Rồi, sau khi mà vớt xong thì mình giờ mình về rửa nhé, mang đi rửa, rửa sạch trứng. Rồi, rửa thì mọi người chuẩn bị cho mình cái thau với lại một cái vợt, là vợt nó hơi thưa thưa một tí nhá, vợt nó kiểu bằng cái màn á, nó thưa bằng cái mắt màn á, đổ vào, đổ trứng vào. Mình xối cho nó sạch cái bọt kia kìa. Xối sạch cái bọt đi và nhặt hết những cái cấn.
kiểm tra kỹ cho là nó còn sót một hai trái là phải một hai quả trứng là phải cho xuống hết. Cái vợt này nó thưa thì mình xối nước của nó tan hết bọt ngay. Đấy, cho nước vào là nó tan hết bọt ngay. Đấy, bạn thấy không, nó tan hết bọt mà chỉ xối một hai lần là nó hết ngay mà. Sau khi mà xối hết bọt rồi thì mình đổ ra một cái khay nước khác nhá, đổ trứng ra luôn, đổ trứng ra và cho nước cao một xíu thì những cái cấn bẩn nó sẽ nổi lên trên thì mình dễ nhạt hơn, nó nổi hết lên thì mình sẽ vớt được những cái hết sạch những cái cặn bẩn. Đổ nước cao vào, chỗ này nó cũng phải khoảng độ 5-600 quả trứng đấy, hai ổ là được khoảng độ 5-600, mới đẻ như vậy là cũng tương đối đạt nha các bạn. Đấy, khi mà mình đổ nước vào thì cái mấy cái cấn bẩn nó sẽ nổi lên trên đấy, thì mình lấy vợt mình vợt hết đi thôi, rất là đơn giản. Trứng rất sạch nha các bạn. Nói chung là cứ nhặt cho nó sạch sẽ thì vào mình đưa vào cái quản ướp nó tốt, nó đẹp, nó không bị dơ. À, sạch sẽ kỹ càng, tương đối sạch nha các bạn. Rồi sau khi mà nhặt sạch xong thì mình sẽ đổ ra một cái vật nhỏ nhỏ để mình dễ mình cho vào trong quặn ấp thôi. Đó, cái vật này cũng mắt cũng tương đối to nha các bạn, cũng bằng cái vải màn đấy để cho nước nó chảy nó dễ hơn. Trứng rất đẹp các bạn, rất sạch sẽ. Rồi mình đưa vào trong cái quặng này thôi, cứ thả vào thì nó sẽ nở thôi, đơn giản không các bạn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn, xin chào tất cả mọi người nhé, mọi người nhớ đăng ký kênh các bạn ạ.